Lá thư 22 năm lưu lạc tiết lộ chuyện tình sắt son của vị đại tá. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn 1/3 thế kỷ, nhưng những câu chuyện thời hậu chiến luôn gây xúc động cho nhiều thế hệ. Trong rất nhiều câu chuyện ấy, có trường hợp lá thư của người chiến sĩ cách mạng gửi cho người vợ nơi quê nhà trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt, nhưng không thể đến tay người nhận. Nhưng rồi nhờ một sự tình cờ hy hữu, nó đã được phát hiện trong một thư viện tại một trường đại học ở Mỹ. Câu chuyện xúc động ấy là trường hợp của gia đình đại tá Trần Ngọc Giao và người vợ Huỳnh Thị Cúc ở thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Để các bạn hiểu rõ hơn về sự trở về kỳ diệu của lá thư sau 22 năm lưu lạc, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Đôi nét về đại tá Trần Ngọc Giao. Ông Trần Ngọc Giao sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ ông cơ cực, cha mẹ phải đi làm thuê cho địa chủ. Đến lớp 3, ông theo chân người dượng vào tận Cần Thơ ở mướn cho gia đình phú hộ. Sau đó, ông rời nhà chủ, đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, mang thùng đi bán kem lạnh trên những con phố Sài Gòn. Sau những năm tha hương, ông trở về quê. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, ông gia nhập Thanh niên Cứu Quốc, dạy bình dân học vụ. Năm 1946, qua mai mối, ông được đính ước với bà Huỳnh Thị Kim Cúc. Cho đến lúc đó, ông Giao vẫn chưa hề biết mặt vợ mình. Năm 1948, một năm sau ngày cưới, ông Giao xa người vợ trẻ để gia nhập vào bộ đội, hành quân lên chiến khu 5. Ông Giao được điều động về nhà in cứu quốc thuộc phòng chính trị liên khu 5, rồi tham dự lớp chính trị viên đại đội do tướng Nguyễn Chánh mở. Hiệp định Geneva ký kết, ông cùng đồng đội lên tàu tập kết ra Bắc với hy vọng sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà. Ông được điều động về sư đoàn 324, rồi vào họp tại trường sĩ quan lục quân đóng tại sân bay Bạch Mai, Hà Nội. 2 năm sau, ông ra trường và được điều động về sư đoàn 335 ở Mộc Châu, Sơn La. Sau khi dự lễ kỷ niệm 15 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày mùng 5 tháng 9 năm 1960, ông cùng đồng đội ngồi xe quân sự phủ kín bạt rời Hà Nội trước khi trời sáng. Xe gần đến giới tuyến thì sẽ về hướng thượng nguồn sông Bến Hải. Ông cùng đồng đội theo bước chân giao liên vượt qua khúc sông cạn giữa ánh trăng mờ ảo khiến khung cảnh núi rừng thêm hoang vắng. Khi đặt chân lên bờ Nam, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại dòng sông chia cắt đôi miền và bồi hồi đứng trên mảnh đất thân yêu bị chia cắt bởi quân thù. Sau những ngày gian nan, ông về đến căn cứ cục chính trị quân khu 5 nằm dưới tán rừng Trà My, Quảng Nam. Ông cùng đồng đội xông pha lửa đạn làm nên những chiến thắng oanh liệt góp phần thống nhất đất nước. Gần 34 năm quân ngũ, ông về hưu với quân hàm đại tá, chính ủy lữ đoàn công binh 270, quân khu 5 sau khi cùng đồng đội giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Bức thư qua nửa vòng trái đất. Trước khi đi tập kết năm 1954, ông Giao đã để lại cho vợ mình là bà Huỳnh Thị Cúc một cậu con trai 2 tuổi tên là Trần Hoàng Triệu. Ông Giao hồi kết sớm và sống tại vùng căn cứ kháng chiến ở phía Tây Quảng Nam. Vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước, bộ phận giao liên đã kết nối ông với người vợ vẫn đang bám trụ cùng ruộng vườn ở quê nhà Phổ Văn. Đầu năm 1967, ông Giao được giao liên đưa về Phổ Văn để gặp vợ. Ông Giao nhớ lại, Phổ Văn thuộc vùng Gia Báo, tức là tối thì quân giải phóng về, nhưng ban ngày là chính quyền Sài Gòn kiểm soát. Tôi bí mật về thăm vợ con và thật ngỡ ngàng khi thấy cháu Triệu sắp thành một thanh niên dù mới chỉ 15 tuổi. Tôi nghĩ chỉ vài 3 năm nữa, nếu chiến tranh vẫn còn, thể nào rồi cha con cũng hướng họng súng vào nhau vì ở vùng này thanh niên rất dễ bị bắt đi lính. Tôi quyết định nhanh, xin phép nhà tôi để được dẫn cháu lên rừng cùng với bố. Thế là Triệu từ biệt mẹ rồi lên đường theo bố. Hai cha con phải mất cả tuần mới trở lại vùng rừng Trà My. Ông Giao hứa với bà Cúc là khi lên tới nơi thì sẽ viết thư về báo tin ngay. Ông đã thực hiện lời hứa với vợ, song bức thư ấy không đến được tay bà Cúc. Ông kể, tôi cứ yên tâm là vợ tôi đã biết được thông tin hai cha con đã đến vùng căn cứ kháng chiến Tây Quảng Nam chỉ sau một vài tuần. Thế nhưng vợ tôi vì không nhận được tin tức gì nên cứ nghĩ có thể hai cha con tôi đã hy sinh trên đường trở lại căn cứ. Người giao liên nào đó đã mang lá thư ấy chuyển về địa chỉ cần nhận, nhưng có lẽ anh chị ấy đã hy sinh trên đường đi. Người lính Mỹ nào đó đã tìm thấy bức thư trong chiếc túi mà người giao liên nọ vừa ngã xuống chăng? Thời chiến tranh, mỗi khi lính Mỹ tiếp cận với một chiến sĩ nào đó của ta bị tử thương, họ hay thu chiến lợi phẩm của đối phương. Lá thư ấy là một trong những chiến lợi phẩm đã được mang về tận nước Mỹ. Trở về với tác giả.
Tháng 7 năm 1989, đoàn nhà văn Việt Nam gồm 3 người, Nguyễn Khải, Lê Lự và Nguyễn Quang Sáng, được Trung tâm Nghiên cứu về Chiến tranh và Hậu quả Xã hội của Chiến tranh Việt Nam tại Mỹ mời sang để giao lưu giữa những cựu binh đã có thời hướng nòng súng vào nhau. Sau mấy ngày hội thảo, đoàn nhà văn Việt Nam được mời đi tham quan phòng trưng bày những hiện vật liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam tại Trường Đại học Massachusetts. Vừa bước vào phòng trưng bày, đập vào mắt các vị khách là một bức thư bằng hai thứ tiếng Việt và Anh được lồng vào khung kính đặt ở vị trí khá trang trọng. Lá thư gửi cho một người vợ tên là Cúc, đề tên người viết là Trần Ngọc Giao. Ai cũng đoán rằng một người lính Mỹ nào đó đã lấy lá thư này từ ba lô hay túi áo của đồng chí Giao sau khi anh hy sinh. Hình ảnh về người vợ với đôi mắt mòn mỏi chờ đợi chồng trở về cứ hiện lên trong đầu nhà văn Nguyễn Quang Sáng và ông đã quyết định chụp lại 6 trang thư. Đọc xong lá thư, nhà văn Nguyễn Quang Sáng bần thần một đỗi. Ông mới nhỏ nhẹ thưa với cô thủ thư rằng cô có thể cho ông xin lá thư kia được không? Dĩ nhiên là không được, nhà văn chỉ có thể mang nó về bằng bản photo. Về đến nhà, ông Sáng gửi ngay bài viết kèm lá thư cho một tờ báo có lượng phát hành rất lớn bấy giờ với hy vọng mơ hồ rằng nếu ai biết về lá thư này thì sẽ chuyển nó đến tận tay người lẽ ra nhận được nó từ mấy chục năm trước. Và ông đã viết bài xin đưa hồn anh về tổ quốc và kèm theo nội dung lá thư trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 167 ngày 11 tháng 10 năm 1989 với hy vọng người vợ tên Cúc trong lá thư sẽ đọc được. Tính đến lúc nhà văn Nguyễn Quang Sáng tiếp cận được lá thư ấy, nó đã thất lạc được 22 năm, đi qua nửa vòng trái đất, từ vùng rừng Trà My, tỉnh Quảng Nam heo hút sang tận nước Mỹ xa xôi. Tình cờ, đạo diễn Trần Minh Đại, người từng gắn bó với điện ảnh khu 5 những năm chống Mỹ, đọc được một bài báo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói về bức thư kỳ lạ của một anh bộ đội ở vùng rừng Trà My gửi người vợ của mình ở Hậu Cứ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhưng lại lưu lạc tận bên Mỹ. Hành trình của bức thư từ Việt Nam sang Mỹ thời còn chiến tranh rồi lộn ngược trở về Việt Nam sau ngày hòa bình đã kéo theo bao nhiêu phỏng đoán của những người trực tiếp hoặc gián tiếp can dự vào bức thư ấy. Cuộc đoàn viên của bức thư với chủ của nó sau hơn 22 năm, từ năm 1967 đến năm 1989, đã khiến tất cả những người trong cuộc vỡ òa. Đạo diễn Trần Minh Đại muốn nhà văn Nguyễn Quang Sáng, người phát hiện bức thư ấy bên Mỹ, dẫn dắt câu chuyện khá ly kỳ này trong bộ phim của ông. Thế là Nguyễn Quang Sáng lên đường ra Quảng Ngãi để làm công việc của một người dẫn chuyện cho bộ phim tài liệu nọ. Đó là vào mùa hè năm 2002. Bây giờ, đại tá Trần Ngọc Giao đang điều trị tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Buổi sáng nọ, một người lính cũ lao vào giường của ông như một cơn lốc, tay cầm tờ báo. Thủ trưởng, thư của thủ trưởng đã đăng báo này. Ông Giao mở xem tờ báo và thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy đứa con của mình lưu lạc cho đến lúc đó là 22 năm 6 tháng. Ông lập tức tìm cách liên lạc với nhà văn để hỏi cho ra ngọn nguồn của lá thư. Thư qua có tin lại ngay, nhưng phải đến chục năm sau, cả hai mới gặp nhau tại khu vườn bên bờ sông Trà Câu, huyện Đức Phổ. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và đại tá Trần Ngọc Giao gặp nhau lần đầu mừng mừng tủi tủi, như thể đã lỡ hẹn từ tiền kiếp, nay mới có cuộc hạnh ngộ này. Bà Cúc đãi khách bằng một nồi cháo gà mà bà gọi là gà đi bộ. Bà cứ suýt xoa về lá thư thất lạc khiến bà nghi oan cho chồng mấy chục năm nay. Bà mừng đến nỗi quên cả tên nhà văn, chỉ toàn gọi là anh cánh đồng hoang. Chả là trong lúc giới thiệu với bố mẹ mình, anh con trai Trần Hoàng Triệu cứ nhấn mạnh cho mẹ biết chú Sáng đây là tác giả phim Cánh đồng hoang vẫn hay chiếu trên TV ấy. Sau nồi cháo gà đi bộ, cả hai cựu binh mắc võng dưới tán cây cổ thụ ngoài khu vườn đầy gió của đại tá Giao. Họ nói về chiến tranh bằng vẻ mặt bình thản, như thể cả hai người lính ấy chưa hề đi qua những cuộc chia ly rớm máu của đời mình. Ông Giao chia sẻ, tình yêu của ông với bà như thế đấy, 67 năm, hạnh phúc bên nhau, bây giờ đã 90 tuổi mà vẫn sống với nhau thế này, thì còn gì bằng? Niềm vui của ông bà như được nhân lên khi con cháu đã thành đạt, vợ chồng ông đang sống một cuộc sống thật bình dị và hạnh phúc bên con cháu. Nếu không được nhà văn Nguyễn Quang Sáng phát hiện ra, có thể bức thư vẫn chỉ là một kỷ vật chiến tranh bị lãng quên. Nếu không có nỗi day dứt người lính trong ông, bức thư đã không quay lại được tay người gửi. Và những trang viết, thước phim về câu chuyện ấy đã không có dịp hình thành. Sống hết mình và viết hết mình, viết như từng sống. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng không chỉ tạo được những tác phẩm để đời, ông còn là một người khổng lồ có ảnh hưởng lớn trong việc truyền cảm hứng sáng tạo tới nhiều người khác. Tất cả chỉ bắt đầu từ sự mộc mạc, giản dị và chân thành như chính con người của nhà văn Nam Bộ. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về sự trở về kỳ diệu của bức thư lưu lạc hơn 22 năm? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.